Có xây hay ép ván? Dạ. Có xây hay là ép ván đủ? Xây. Xây. Ép ván là sao vậy? Xây cho lành. Xây hết. Chỗ này xuống tầm này có nước. Và của nó cái cọc cũng cứng. Những cái nhà này thì ta được mấy cọc. Bắn thương nhất là cái nhà con đuôi. Ừ. Nói chung. Con có 16. Trước đi bán cái thành đúng không ạ? Khoảng ngày buổi trưa anh em đứng hơn một chục cả. Đấy đâu rồi hôm bán cũng hơn chục cả. Bắn chưa? Sáu cái liều. Buổi sáng đây là cũng bốn bốn cái rồi. Ba máy đúc còn một. Một cọc mới hạ lỗi luôn. Một máy không là cái gì. Nếu như dãi rẻ không thể bật được. Cọc mới bắn được. Bao mưa cũng đã. Bao thợ mà chạy hết.
ai vậy? Trông đã chán này. Bỏ chạy hết rồi, sau cái đó mượn quân ông Trọng đấy. Khít. Đấy, tên Bích Xì chứ đây nhỉ. Nhao người chứ đây nhỉ. Ông là nhỉ. Còn nhao người không nói được, đừng có cảm ấy. Nắng chưa hồi trắng lăm ra chứ đây nhỉ. Nó ngoái nhỉ. Ờ, vừa rồi nhỉ. Sợ thật. Tự ngã luôn. Đói quá. Đói mỏi nữa. Còn chút thì sáng nhờ cọc cứng nữa chứ. Ông đọc 12 rưỡi được nghỉ. Nhìn gì. Thank you.